Bây giờ em thích mọi người gọi em là anh hai, hay là gọi là chú, hay là em út. Chị phải bên em chứ, sao mà chị phải bên em. Vest thường là sẽ là trang phục mà em yêu thích à? Vậy mà chị thấy ở trên Facebook avatar em thường không có mặc đồ. À, chị ơi, cái đó em đổi lâu lắm rồi. Bây giờ em mặc đồ đạt đàng hoàng rồi. Và em vẫn thích mặc đồ đúng không? Dạ đúng á, em thích mặc đồ lắm ạ. Vâng, đỡ hơn ai kia. Không phải là em đó chưa? Em cũng như vậy mà. Thôi, còn đỡ hơn. Bây giờ Tuấn Dương vẫn còn đang hoang mang, không biết tại sao mà không có bồ nữa nè. Em trả lời được chưa? Em không biết nữa, nhưng mà cứ đến cũng... Kể cả đi chơi các thứ em sẽ chọn những cái chỗ nào mà có thể thanh toán thẻ cho tiện. Đi hẹn hò với Osas và các bạn chắc sung sướng, tại vì những chỗ cài thẻ là những chỗ sang sang. Khi mọi người chưa biết thì người mới Liêu Hà Trinh cũng chia sẻ lại là đây là chàng trai được nhiều cô gái tỏ tình nhất trong những mùa vừa qua. Hải Nam, em có biết tại sao em được mọi người yêu thích như vậy không? Thực sự thì em cũng không biết lắm, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là may mắn. Mình rất là may mắn và em rất là hạnh phúc khi mà được nhiều cô gái quý mến bày tỏ cảm xúc của mình hơn để em. Đâu em người mới mà chị? Đó, người mới mà nãy giờ trả lời thành trò. Cảm ơn người mới Hải Nam. Anh người thì mới nhưng mà tuổi anh có mới không? Nào mọi người, kính lão đắc thọ mình ạ. Anh Ngân một cái đi nào. Chào anh Ngân ạ. Ngân ơi, hình như Ngân là anh cả trong gia đình này phải không? Hay là em út? Thôi, ngoại hình thì có vẻ là em út, nhưng mà bên trong thì là anh cả. Còn em bình thường sẽ có một okay, người nói chung là mình sẽ cố gắng chững chạc nhất có thể ở trong chương trình này. Dạ chào chú. Dạ chào chú. Chào chú. Ok. Bây giờ em thích mọi người gọi em là anh hai, hay là gọi là chú, hay là em út. Chị phải bên em chứ, sao mà chị phải bên em. Đây, Thái Ngân sẽ là em út trong gia đình của chúng ta ngày hôm nay, sẽ là đội trưởng. Dạ em chào các anh ạ. Dạ, chào các anh. Sao tổ cho gà hôm nay em mặc cái áo áo dạ là chị thấy là cũng ấm áp lắm rồi, nhưng mà vẫn còn lạnh ha. Hồi nãy em đang rất là lạnh, nhưng mà tự nhiên cái anh Ngân hát lên một phát em thấy ấm áp. Chị mong là mọi người sẽ có một mối tình thật là dễ thương, vì chàng trai đã rất là sốt sắng ngay từ đầu rồi ha. Ô tiếp nhỉ? Dạ. Chị mong là cái kết thật đẹp vì em đã sẵn sàng rồi. Không, nhưng mà em nghĩ là bạn ấy không đến đây vì em đâu. Sao vậy? Em không tự tin chút nào cả. Nếu bạn ấy đến đây vì em thì sao? Nếu bạn ấy đến đây vì em hả? Em bảo là em sẽ về ngay đấy, đúng không? Em sẽ về ngay. Em sẽ về ngay. Wow. Em chốt đơn đi. Em bấm nút ngay bây giờ luôn đi. Rồi, thế thì hôm nay chúng ta ngay trong bạn vô cùng say đắm yêu đời. Không biết là có tin vui gì không ha? Tin vui thì không có, nhưng mà đang chờ để có. Cô ơi, hôm nay em thấy lớp mình rất là khác biệt. Và em cảm giác như là hôm nay Soho đến để tỏ tình 9 bọn em. What? À, 8 bọn em. Cảm giác như là đây là nữ chính ngày hôm nay. Phải không Soho, đây là cái món quà đầu tiên để mà mình đến mình tỏ tình với em những người bạn. Em xin quay lại. Đấy. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Trời sao? Sao vậy? Nếu mà ví dụ đi, hôm nay đến đây tỏ tình thì anh muốn tỏ tình với ai? Ai Vũ Thịnh là ok rồi đó. Người con trai này lên tỏ tình, người con trai này chấp nhận. Đây không phải là Vũ Thịnh mà là Vĩnh Thụ. Vĩnh Thụ ơi! Bà đã nha. Khai dư luôn. Thật ra thì bài nhạc này em cũng viết cách đây cũng không lâu lắm. Thì nói chung là hôm nay đem đến đây chia sẻ cho mọi người thôi. Giống như là một cái buổi mình ngồi, anh em mình ngồi chill với nhau để chuẩn bị đón chờ một cô gái tiếp theo. Đấy thì hết rồi. Thì là tụi chị rất thích. Rồi nếu như mọi người đầy năng lượng như vậy và cùng với ca khúc của Soho mang lại đã mở màn chương trình, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Mời Soho sẽ trở về vị trí nè. Cảm ơn Soho nhé. Đặc biệt là có người ăn Giáng sinh tới giờ này. Cái này cho phép ăn Giáng sinh vẫn còn đúng không? Không, cái này là em tính màu đỏ, là em mặc màu đỏ để cho mọi người sẽ lì xì cho em thiệt là nhiều. Trời ơi, tưởng mặc màu đỏ lì xì mọi người chứ. Đúng. Lì xì cái gì? Chúc mừng năm mới. Chúc đi, chúc đi.
Màu đỏ chúng ta bây giờ mình chúc, nhưng mà phải là chúc riêng hả hay chúc chung? Dạ chúc chung cũng được, chúc riêng cũng được. Mà lì xì gì vậy ta? Bây giờ em không có đem gì ngoài cái chân tình của em tới đây hết. Em giữ dùng dần trong năm mới nha. Trái tim nó hơi quẹo sang một bên nên là mọi người không béo lắm. Không biết là Phú Thịnh có quen với những bộ vest hay không? Dạ thường thì em theo style cũng khá là chỉnh chè, cho nên là vest thường là sẽ là trang phục mà em yêu thích. Vậy mà chị thấy ở trên Facebook avatar em thường không có mặc đồ. Ai chứ chị ơi, cái đó em đổi lâu lắm rồi. Bây giờ em mặc đồ đạt đàng hoàng rồi. Và em vẫn thích mặc đồ đúng không? Dạ đúng ạ, em thích mặc đồ lắm ạ. Vâng ạ, còn đạt thì sao? Cái đó, cái cầu vai nè, rồi cái nút hơi chật, có làm cho bạn cảm thấy vướng víu khi tập thể thao không? Khi mà tập thể thao thì tất nhiên em sẽ không mặc những bộ như này. Và ngày hôm nay mặc bộ này thì rất là lịch lãm và cổ điển. Nhưng mà chị về để ý à, em để ý từ đầu hai người kia mặc như kiểu couple ấy chị ạ. Đâu, ai? Tuấn Dương và anh Đông ạ. Đúng rồi, đây là hắc bạch vô thường. Đúng rồi, hắc công tử, bạch công tử. Hắc công tử, bạch công tử, còn Gia Long là gì? Tiến thoái lưỡng nan hả em? Chết rồi, Gia Long mặc bộ đồ không có từ nào diễn tả luôn. Gia Long, có phải là lúc đó em mua hai cuộn vải mà không biết là nên chọn cuộn nào nên em lấy hai cuộn may một cái bộ vest luôn phải không? Không, nhìn cũng rất là thú vị đấy chứ, đỡ hơn ai kia. Không phải là em đấy chứ ạ, em cũng như vậy mà. Thôi, còn đỡ hơn, bây giờ Tuấn Dương vẫn còn đang hoang mang không biết tại sao mà không có bồ nữa nè. Em trả lời được chưa? Em không biết nữa, nhưng mà cứ đến ít khi nào mà một cái ngày lễ nào đó mà em ở cạnh bạn gái hoặc là một người mà em đang tìm hiểu lắm, để ngay cả ngày sinh nhật em là em cũng hình như là chưa bao giờ có người yêu vào ngày sinh nhật. Thế em có muốn phá lệ không? Năm nay mình dắt tay ai đó về, dạ. Hoặc là lát nữa mình có một cái không gian hẹn hò bên lò sưởi nè, tuần lộc nè, tuyết chơi nè, cùng mở quà, uống rượu vang. Nếu được thì em cũng muốn phá lệ một lần. Nếu mà đứng trước mặt người yêu của em mà em quen ai chắc em là kiểu ngoan như một con cún luôn. Đúng kiểu vậy á, gọi là bảo vân. Ủa, là có nghĩa là mình ga lăng bình thường với các bạn gái, tới gặp bạn trai mình crush mình thiểu năng. Mình crush mình thiểu năng. Dạ đúng rồi. Em không biết gì hết. Chế độ thiểu năng. Vô chi không biết gì hết. Là cái gu của em hả Dung? Dạ. Ủa sao vậy? Tại sao các chàng trai thường rất là ít mang theo tiền mặt vậy mà mang thẻ không à? Tại vì hay quên đó chị. Cái vấn đề này chắc là hai bạn này hiểu em nhất này. Tại sao vì vậy? Là khi mà tới gặp nhau ở ngoài căng tin là lúc nào em có tiền mặt không? À lúc nào em cũng là người mời nước cả. Mời nước luôn á, em bảo trả nhưng mà bảo thôi 15-20 nghìn trả gì, thế là lại được mời. Minchi, dạ. Lần trước chị gặp em ngoài căng tin cũng vậy, em đang mua một chai nước thì em mới nhờ Soho trả tiền hộ. Vậy có phải là đó là chủ mưu tâm cơ của em không? Nhờ Soho trả hộ mà Soho không có đồng nào luôn. Cái gì vậy? Sao mọi người mang theo tiền mặt thế nhờ? Quá, à em biết rồi, lý do tại sao chưa có người yêu rồi. Tại sao? Là anh em không có tiền trong ví này. Tính ra mọi người còn có ví để lục, anh là không có luôn. Anh không có luôn hả? Anh không có luôn, anh mất ví cách đây 4 năm trước là anh quyết tâm không bao giờ xài ví. Trời ơi. Em cũng vậy nè, 3 năm trước em cũng mất ví xong quyết tâm em xài thẻ, cầm nguyên một cái cọc thẻ đi. Thảo xong lên tiếng đi, đang suy nghĩ điều gì về cái ví của mình vậy? Tại là ví của em toàn tiền lẻ không à, cho nên là em nói ra em sợ bị mấy bạn cho anh lại cho nên không dám nói. Không, em còn có tiền lẻ, mấy bạn đâu có mang tiền đâu. Không có đồng nào luôn á. Em làm đỉnh rồi đó. Bình thường thì em cũng thích dùng thẻ hơn là dùng tiền mặt, tại vì em bị kiểu bị lười ra cây rút tiền ấy. Kiểu bình thường khi mình chỉ khi nào mà mình không còn 1.000 nào trong ví ấy, thì em mới đi ra ngoài rút tiền. Còn không ai thế, kể cả đi chơi các thứ em sẽ chọn những cái chỗ nào mà có thể thanh toán thẻ cho tiện. À, đi hẹn hò với Osaka và các bạn chắc sung sướng tại vì những chỗ cài thẻ là những chỗ sang sang. Không, nhưng mà thật sự là cầm tiền trong người tiêu rất là dễ mọi đúng người. Đúng rồi. Tiêu rất là nhanh. Khi mà một khi mình đã cầm đồng tiền chỉ cần cầm 500.000 thôi là từ sáng đến tối là thấy biến mất. Đúng rồi. Càng cầm nhiều tiền trong người là càng đi nhanh, con trai không biết giữ tiền mà. Như anh thấy Ngân chắc xài hao nhỉ? Đúng rồi, rất là hao luôn á, có nghĩa là rút một lần kiểu như vậy đó. Hèn gì dạo gần đây chị phát hiện là một nhóm của mình á, đi event cũng đi chung, đi coi phim cũng đi chung, đi nhậu càng đi chung thì ra để cho người kia trả tiền. Nhưng cứ cô phát hiện lật ra là không ai anh nào mang tiền hết. Đúng rồi ạ. Vậy phải chia thẻ ra cà, sau đó chuyển khoản lại cho nhau đúng không? Dạ.